Ok, chào các bạn. Lại là mình đây. Chúc các bạn một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Chúng ta sẽ trở lại với review sách bí mật.com. Ở phần này thì sẽ là một chuỗi email ban đầu. Thì sau khi mà khách hàng đã có trong danh sách của chúng ta, thì việc đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó là nhanh chóng kết nối với khách hàng bằng chuỗi email ban đầu đó. Thì bằng chuỗi email ban đầu và giới thiệu cho họ về cái nhân vật thu hút của mình. Cách giới thiệu nhân vật thu hút này sẽ quyết định xem khách hàng có mở email và đọc thường xuyên hay không, hay là khách hàng sẽ xóa email và unsubscribe tới những chuỗi email của mình. Thì chuỗi 5 email này có nội dung cụ thể như sau. Email thứ nhất đó là tạo bối cảnh, tạo một cái bối cảnh mà nhân vật thu hút của mình sẽ xuất hiện để có thể kết nối ban đầu với khách hàng. Email thứ hai đó là mở đầu một câu chuyện một cách kịch tính và kể câu chuyện nền của nhân vật thu hút. Câu chuyện nền của nhân vật thu hút thì chúng ta đã bàn ở phần trước rồi. Email thứ ba đó là thức tỉnh từ cái câu chuyện nền đấy, thì nhân vật thu hút của chúng ta thức tỉnh được điều gì, nhận ra điều gì và học được bài học gì. Email thứ tư đó là lợi ích tiềm ẩn. Lợi ích tiềm ẩn này đó là lợi ích của những cái dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng ta đã mang lại cho nhân vật thu hút và gián tiếp mang lại lợi ích cho khách hàng tiềm năng. Video thứ năm, video cuối cùng trong chuỗi email ban đầu thì nó có chủ đề là tạo sự khẩn cấp và kế hoạch hành động. Thì cái việc tạo sự khẩn cấp và kế hoạch hành động này nó gọi là call to action. Thì cái này nó giống như cái việc viết content quảng cáo vậy. Ở mỗi phần cuối video, phần cuối của bài viết thì chúng ta đều có một call to action đúng không ạ? Thì có một vài lưu ý nho nhỏ trong trong cái chuỗi 5 email ban đầu này. Đó là email phải rõ ràng và dễ đọc. Thường thì mỗi mỗi dòng thì không quá 2 câu. Tiếp theo là chuỗi email này thì phải gợi mở về chủ đề. Cái email trước phải gợi mở về chủ đề và nội dung của email sau, làm cho khách hàng có thể háo hức, tò mò và chờ đợi để được đọc cái email tiếp theo của mình. Một phần nữa về lưu ý thì đó là chuỗi 5 email này thì nó phải gián tiếp hoặc là trực tiếp liên quan đến sản phẩm mà dịch vụ của công ty chúng ta. Tiếp theo là hãy nhớ về những cái bộ phim truyền hình, cách cách mà họ làm phim và chia phim. Ví dụ như là họ thường hé lộ một đoạn, một nội dung hoặc một phần sau của bộ phim sau, hoặc là một phần phim sau trước khi họ dẫn chúng ta đến quảng cáo, hoặc là trước khi hết phim đúng không ạ? Làm cho chúng ta rất là tò mò, rất là háo hức để được có thể xem phim, xem cái tập phim tiếp theo hoặc là phần phim tiếp theo đúng không ạ? Thì hãy áp dụng cái đó vào chuỗi email ban đầu của mình. Thì khách hàng sẽ tò mò và muốn đọc tiếp email của mình. Khi mà khách hàng đọc được hết email của mình thì chúng ta đã một phần thành công rồi đấy. Ok, thì phần review hôm nay đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.